Rồi bây giờ cô cho con biết tên tuổi của mình cô hả? Bây giờ á, cái tên của cô á là hồi xưa ở Việt Nam là tên Dung, Dạ. mà bây giờ á là cô qua đây cô có quốc tịch, cô đổi tên là Donna Nguyễn. À. Dạ. Vậy thì hiện tại thì cô ở nước Mỹ hả cô? Ở Mỹ nhưng mà bây giờ nên nói cái tên nào? Cô nói như vậy có nghĩa là nó đã vô đây rồi đó, là hai tên rồi đó. Được rồi, bây giờ về cái tên thì con không cần hỏi nữa. Là cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô ạ? Nếu mà tuổi Việt Nam là 73 rồi đó, bữa nay thì 72. Ồ, vậy sao? Chúc mừng cô nha. 1949 đó. Dạ. Chúc mừng cô 73 mà cô rất là khỏe mạnh, rất là trẻ trung. Chúc mừng cô. Cảm ơn chú. Hôm nay cô gọi cho con thì cô muốn kết nối để kiếm ai cô hả? Dạ, tại vì gọi chú cũng nhờ chú kết nối để mà tôi tìm đứa con gái Lai Mỹ Trắng. À, Lai Mỹ Trắng. Tôi Rồi. có cái thì cô đi ra Quy Nhơn á, hầu năm ra Quy Nhơn ở hầu năm 70 á, là cô bán ba. Nhưng mà cô quen với cái người lính Mỹ đó là cái kiểu như là trong ba thì chỉ quen đơn giản thôi, chứ không phải là bồ bịch, mà cũng không phải là người yêu. Không có nghĩa là Nhưng mà không phải là mối tình ha, không phải là mối tình. Nếu vậy thử gọi là thì Quỳnh Đông Phương đó, rồi cái kiểu từ thời gian năm 70 đó là tôi có bầu, tôi không biết. Vậy là ngoài ý Không muốn có cô biết. ha. Có bầu ngoài ý muốn. Rồi năm 71 á tôi mới sanh cháu. Sanh cháu gái năm 71, nó Lai Mỹ Trắng. Thì lúc đó tôi cũng nuôi nó được 1 năm. Một năm hết năm 71 á, thời gian tôi nuôi nó thì tôi cũng có mướn người ta nuôi nó. Nhưng mà thời gian đó tôi khổ quá, khổ đi. Gọi là nói là rất là khổ, không có mà ăn luôn á. Thành ra thời gian á thì tôi có gặp cái ông người Việt Nam á, là ổng vớt tôi ra. Tôi bắn ba đó, tôi thiếu nợ đó, ổng mới trả cái số tiền ổng chuộc tôi ra. Để tôi mới đẻ con bé, tôi mới cho. Khổ quá tôi mới cho. Thì tôi sống với cái ông đó, tôi đã có bầu là lúc năm 72 là tôi có bầu cái đứa Việt Nam á, là tất nhiên là lúc đó cũng 4 5 tháng rồi đó, thành ra tôi mới cho con nhỏ là năm 71. Mà bây giờ á là hầu cái năm 1915 á, tôi cũng có liên lạc cái chương trình mà như chưa hề có chuộc chia ly đó, thì có phỏng vấn người ta hỏi thì ta biểu tôi phải viết cái lá thơ đó là kể hầu đó lý lịch cho ở đâu như thế nào đó, kể vô đó rồi gửi cái thơ vô thùng thơ ở bên Việt Nam á. Giờ tôi thấy thơ mấy năm nay in ru mà không có trả lời gì hết trơn á. Rồi cô bây giờ con hỏi thêm về vấn đề của mình đi. Chương trình đó thì của người ta nên con cũng không có dám bàn nhiều. Ý là nói chú nghe vậy đó. Rồi hồi đó trong cái quá trình cho là cô cho ở đâu rồi thế nào cô kể cho con nghe. Cho tại Quy Nhơn, đẻ tại Quy Nhơn, cho tại Quy Nhơn, cho lúc đó nó đi lẩm đẩm rồi. Vậy là được hơn Mà một tuổi, được được hơn hơn một tuổi. lúc đó khổ mà, chú biết đến nỗi mà cháu không có, cháu thơm may đồ mà không có tiền mà mua đồ cho cháu bận nữa đó. Tôi phải lấy bộ đồ của tôi, bộ đồ của tôi cắt ra rồi tôi may tay lại cho cháu nó bận nữa đó. Tội nghiệp. Khó khăn quá cô ha. Lúc đó khổ lắm. Bởi vậy cái bộ đồ của mình mà còn còn cắt ra mà may cho con mặc nó quá khổ. Thì đó đó, mà may tay nữa chứ không có tiền mà để đi bỏ cho năm ai may nữa. Mà lúc tôi cho nó ở với tôi đó, là tôi cho nó đó, là lúc đó nó cũng cắt tóc con bê, tóc nó màu nâu nâu á, màu rau rau, màu vàng vàng đó. Rồi hồi đó cho ai, gửi cho ai và ở ở đâu, địa chỉ nào cô ạ? Không biết, tự vì có cái người đàn bà lại sinh thôi,
Rồi tôi cho, rồi cái tôi mới nói là tại vì tôi khổ quá, không có đủ khả năng mà để nuôi cháu. Mà lúc đó là cô cũng có hai đứa con lai là gửi người ta nuôi bên gì ở ở thành phố á, hai đứa trước là hai luôn, Vậy đó là hả khác cô? cha cái gì khác cha đó chứ không phải một cha. Dạ con hiểu rồi. Dạ Vậy là cái em sau này đó cô muốn kiếm kiếm cái em cái chị mà sinh năm 70 71 á ha, kiếm chị đó. dạ Rồi hồi đó cô có đặt tên cho chị chưa cô ạ? có khai sanh cho nó, tên đó đặt nó là Nguyễn Thị Ngọc Mai, có khai sanh. Nhưng mà cái khai sanh đó là chú cũng biết hồi xưa là trôi nổi ngoài Quy Nhơn rồi rầy đây may đó, rồi thành ra cái giấy tờ đó nó mất hết trơn rồi, khai sanh nó tại Quy Nhơn luôn. Vậy có thể là cái người mẹ nuôi sau này sẽ đặt lại tên cho chị ha cô ha. Dạ Vậy thì hồi đó cái người mà nhận đứa con đó thì họ có trao đổi cái chuyện gì với cô hay không, hay là có biết được địa chỉ ở đâu và tên gì hay không cô? không, kiểu như cái người này là ở đâu đó không biết, thì người đàn bà cũng cỡ như tuổi tôi đó vậy đó, cỡ cỡ như cô vậy đó, đợi sinh rồi cô mới cho. Nhưng mà đưa cho cô cái gói tiền nhưng mà cô không có nhận, cô nói là tôi quá khổ đi, thành ra tôi không có khả năng nuôi cháu cho nên tôi gửi cô nuôi thôi chứ tôi không có nhận cái gói này. Nhưng mà cô cũng không có biết trong cái gói đó tiền bao nhiêu không biết, cô không có nắm. Mà hồi xưa đó là cô bán ba đó, là cô thường thường là cô Mỹ tới ba uống rượu uống đồ đó, thì cô cũng cũng có nói cái tên của cô. Vậy là hồi đó cô có khai tên của cô với những người mà cô người ta đến đó người ta uống rượu này kia, tức là có khai nói tên với cô của với ba của chị ha, cho ba của chị biết ha. Có nói tên mà cái tên thì tôi nhớ, cái tên của tôi đặt hồi đó là nhớ, Hồi đó cô tại đặt. vì tên là đặt theo tên Mỹ á, thì đương nhiên là Mỹ nó nhớ cái tên đó đó. Cô đặt tên gì hồi đó cô ạ? Hồi đó là cô ưa đặt cái tên với người Mỹ là tên Linda đó. Linda, vậy đó cô ha. Dạ Con thấy cái tên Linda hầu như là hình như nó hơi phổ biến thì phải cô hả? dạ Cái tên Linda hơi phổ biến hay sao? Con cũng thấy có một số trường hợp có tên Linda cô hả? tại vì hồi xưa đó là bán ba đó là nhiều khi nó đặt cái tên ở ngoài thôi chứ không phải cha mẹ đặt Con biết. đó, tên cha mẹ đặt là tên Dung, Nguyễn Thị Dung. Là sinh Rồi bây năm giờ Mỹ là con có quốc tịch đó, thành ra đổi cái tên là Donna Nguyễn đó. Vậy là ở hồi đó là ở ngay thành phố Quy Nhơn luôn cô ha, cho ở thành phố Quy Nhơn luôn cô ha. Cô còn nhớ là hồi đó cô ở Quy Nhơn mà ở cái khu đó là cái trại lính Mỹ nó đóng mà cũng gần đó, mà cô ở khúc ở trong đường hẻm cho nên nó hả có ba trong đó, cho nên thỉnh thoảng là Mỹ nó ra nó uống rượu uống đồ vậy đó. Rồi như mình bán ba rồi thí dụ như á, nó kêu mình là ở ngồi rồi bạn bè như bạn bè vậy đó, rồi nó bao mình uống rượu rồi để nó trả tiền vậy đó. Đó. Nói chung là con rất là cảm kích về cái điều mà cô bày tỏ hôm nay. Bởi vì ở cái Dạ. chỗ là cái quá khứ thì nó cũng đã qua rồi. Mà cô dù sao cô cũng can đảm để mà cô nói lên cái quá khứ của mình để mà cô kiếm lại chị, là con rất là hoan nghênh cái chuyện đó. Còn không phải bà mẹ nào cũng có thể dám nói lên cái quá khứ của mình. Đó là con nói thiệt. Bên cạnh đó nữa thì là ngày xưa con nghe cũng cũng nghe người ta nói là sau 75 đó là những người mà lấy lính Mỹ hoặc này kia có con với Mỹ thì hay bị người ta chê cười hoặc này kia đó. Con cũng nghe người ta Đúng nói vậy cô ha. đúng đúng, người ta cũng chê cười lắm. Chứ sau này cô về ở thành phố, cô ở ở thành phố á, là cũng có mấy đứa con lai lớn nữa, thành ra
nhiều khi người ta thấy mình có con lai, cái kiểu như người ta nói cái bà đó cũng không có dừa gì này nọ, có con Dạ. lai rồi tùm lum tà la. Dạ. Con hiểu, con biết cái điều đó, cho nên là con cũng rất là cảm kích về cái việc mà cô trình bày với con hôm nay, để mà kiếm lại người con của mình. Con hoan nghênh cái chuyện đó cô. Bởi vì như con nói đó, là quá khứ thì nó đã qua rồi. Mà hơn nữa là cái đôi khi vì cái thời đại, rồi vì cái này cái kia nó đưa đẩy, rồi khó khăn, rồi khổ sở, đủ thứ chuyện trước đây. Nên cái chuyện chuyện xưa thì coi như nó qua rồi, nhưng mà cô vẫn còn muốn kiếm lại được người con của mình, vậy là con hoan nghênh. Thì bây giờ á, thì cô cũng thấy cô nhiều khi cô nồi cô suy nghĩ, cô nằm cô suy nghĩ con á, thì 6 7 đứa mà cô vẫn nuôi, Dạ. mà bây giờ á, là nuôi cho tới bây giờ đó, mới đi qua Mỹ mấy đứa con trai trước đi qua Mỹ đó, Dạ. mà mình nghĩ mà cái đứa này mình không nuôi kế tiếp nữa để mà mình giữ nó lại, nhưng mà cái thời gian nó khổ quá, bữa đói bữa no, không có đủ mà không có đủ khả năng mà để mua miếng vải để mà may cái quần cái áo cho nó, mình Dạ. phải lấy bộ đồ của mình ra mà mình cắt mình may nữa cho nó bận, rồi tiền ở đâu mua sữa cho nó nữa đây. Dạ. Vậy hai anh chị trước thì là cô đều nuôi lên lớn hết, rồi sau này rồi mẹ con cùng đi qua Mỹ. Tại vì hai đứa lớn á, là hầu cái lúc mà cô ở Quy Nhơn á, là hai đứa lớn là cô gửi cho cái bà ở Bàn Cờ bà nuôi, À. trong thời gian đó cô cũng thiếu tiền, bà cũng cả năm á, Dạ. tưởng đâu là hai đứa luôn đó, Dạ. nhưng mà không ngờ cái bà đó đó bà nói thôi thì bây giờ cô để cho thiếu, rồi chừng nào có tiền là đem về đưa cho cô, rồi đem hai đứa cháu về Dạ, tội đó, nghiệp. rồi sau là cô có tiền cô mới lại cô chuộc lại đó. Dạ, rồi tội nghiệp. Rồi may vậy rồi còn hai hai anh chị thì không có bị thất lạc cô ha. Dạ, chứ đôi khi là Mà cũng thường thường nói mấy đứa con này nè, má hồi trước á, má cũng có cho một đứa lai sinh năm 71 đó, mà bây giờ má không biết ở đâu mà má tìm, mà mấy đứa nó cũng không tin nữa, À, không tin nữa hả? nó không À, sao không tin tin, cô? nó nói sao mà tụi con má nuôi mà không lẽ má đi cho một đứa mà nó không nổi. Tao nói tại vì tụi con không có hiểu cái đời trước, cái đời Dạ. trước nó quá khó khăn đi, nó khổ lắm chứ không phải như bây giờ tụi con qua Mỹ mà tụi con sung sướng như vậy đâu. Dạ. Hồi trước là cơm không có ăn luôn đó. Dạ. Đúng rồi, con nghe cô nói mà cái áo của mình mà mình phải cắt ra để may đồ cho con bận là con biết là nó khó khăn tới mức nào rồi. Đúng là cái thời cô ha, nó khó khăn, kể lại mà cảm thấy là nó coi như một cái sự mà con người nó cảm thấy nó không có cái gì mà gọi là sung sướng trong cuộc đời hết ha. Bây giờ kể ra đó là nói thẳng ra là không có cầm được nước mắt hồi xưa. Dạ, thấy nó khổ ải quá cô ha. Cái áo của mình mà Rồi mình xé ra mà rồi may quần cho con thì Nam á, dạ. cô gặp ông Việt Nam á Dạ. là cô có mang bầu, lúc cô cho bé đó là cô còn mang bầu 4 5 tháng gì đó, Ừ. thì cái gặp ông Việt Nam nó đẻ rồi, cái thì là hả, đẻ nhỏ được 20 ngày rồi, cái ổng hồi xưa là ổng đi đến thông dịch viên cho Mỹ, Dạ. mà không ngờ làm việc bên vùng trong nữa, vùng ngoài nữa đâu có biết, rồi cái thời gian cha mẹ của ổng nó nhắn ổng về để cưới vợ, ổng giấu cô, ổng không có nói là ổng về gia đình, mà ổng nói là ổng đi hành quân, rồi cái hai cô đẻ 20 ngày còn 50 năm trong ổ đẻ đó, thì bổ ổng cũng mua gạo, rồi hồi xưa là Mỹ Mỹ còn đó, rồi ổng cũng mua đồ lon Mỹ rồi để sẵn cho cô hết trơn, cái ổng đi một dù đó là ổng đi luôn vậy đó. Ừ. Cô cái đứa đẻ sau này năm 72 đó cô phải nuôi tới bây giờ á. Ủa vậy thì sau này cô có gặp chú không? Không, ổng về gia đình của ổng, má ổng ở thành phố á, rồi ổng về đó là cưới vợ, nhưng mà ổng giấu ổng không cho cô biết, Dạ. ổng không đi hành quân. Dạ. Sau này cô có tìm cái gì như chưa hề bước cục chia ly á, có cái tìm ổng mà trong thai gì á, người ta cũng đi tìm ổng, người ta nói là ổng mất rồi, ổng bị Ừ. tiểu đường, ổng bị mất rồi. Vậy hả cô? Vậy cái tin đó thì theo cô nghĩ nó có chính xác không?
chính xác đó. Tại vì cô không cho hôm trước đó là cô có đi về Việt Nam một lần, là cô có đi ngay vợ ổng luôn. Vợ ổng nói là ổng qua Campuchia, ổng ở bển á, ổng lấy vợ Campuchia bển á, rồi ổng bị tiểu đường ổng mất. Vậy là mất Chứ bên bà không đâu là bà rất là hận ổng à, rất là. Cái tôi, cái cô mới nói một câu về nè, bây giờ người ta đã mất rồi mà bây giờ chị nói như vậy á, chị hận ổng cũng tội nghiệp cho ổng. Nhiều khi chị nói vậy mà ổng đứng đâu kế bên chị, ổng nghe ổng hơi buồn đó, tôi nói vậy đó. Nói bà hận ổng lắm này kia kia nọ. Vậy là có nghĩa là ngày xưa. Là cô đi về là cô tìm ổng rồi, nói ổng chết rồi mà cô không tin. Cô mới đi đi lợ ra như chưa hề có cuộc chia ly đó, người ta tìm ta cũng nói ổng chết rồi nữa. Vậy là có nghĩa là hồi xưa là chú là quen cô năm 72 sinh được một đứa con, rồi sau đó là về là cưới vợ ở Sài Gòn. Xong cưới vợ ở Sài Gòn xong rồi chú đi qua bên Campuchia cưới thêm một người vợ nữa. Ổng hồi xưa làm cái tính thông dịch viên cho Mỹ, ổng làm về 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 mấy ông bây giờ đó, làm hai bên đó. Con hiểu rồi. Vậy rồi cái anh sinh năm 72 đó bây giờ cũng qua bên Mỹ với cô luôn hả cô ha? Qua qua bên Mỹ cô cũng nuôi đó, cô nuôi rồi nó qua ra hồi gia đình qua đây là cô qua đây là nó ăn theo của cô đi qua đây, bị gì mẹ còn sống thì mấy đứa Việt Nam được qua đây hết á. Bởi vì lúc đó nó qua đây là chưa có tới tuổi 21, Con gọi hiểu rồi. là cô với lại cái đứa lai đó là qua đây hết là 7 đứa con với cô. Vậy đó ha, 7 đứa con lận hết cô. Vừa lai Việt Nam đó. Rồi chúc mừng cô tới tuổi này mà thấy cô cũng còn khỏe mạnh vậy là con rất là vui cho cô, mừng cho cô. Rồi nếu mà ông trời ông độ cho mình thì cho cô gặp được con của cô nữa là coi như cũng hoàn hoàn hảo rồi. Mà hồi đó đó chú Tuấn Dĩ biết không, là hồi xưa cô bán ba đó, là ở trước thì cái ba, nhưng mà ở sau á là bà chủ á, là cái kiểu như là bắt cắt từ phòng cho mấy cô mà làm bán ba để mà ở vậy đó, mỗi cô cái phòng vậy đó, gần chỗ cái ba ở sau lưng á để mà ở đó. Rồi đâu là thí dụ lâu lâu thí dụ lính Mỹ đồ nó có về nó tắt ở đó, nó uống rượu uống đồ là quen biết vậy thôi, chứ cũng không có phải là người yêu hay là bồ bịch gì hết trơn á, chỉ Con là đóng hiểu. phương vậy thôi. Nhưng mà tới ngày tự nhiên cái thời gian đó cái tự nhiên mất dạng luôn, cái ông lính Mỹ nó mất dạng luôn. Có thể ông về nước không chừng. Thì đó mất dạng luôn. Với lại cái ông mà ông thầu kỳ trước đó là ba của cái đứa trước cũng vậy nữa đó, quen ở Vũng Tàu đó, tắm biển ở Vũng Tàu á, ổng đóng ở Long Bình đó, rồi khi ổng đi về nước hay sao ổng cũng không cho biết, mà cái đời đó đâu có điện thoại cầm tay đâu cơ đâu chứ chị, Muốn liên lạc cũng liên lạc đâu có được, có ha. không được luôn, mất luôn, rồi cũng sống với ổng cũng con đó. Rồi cô, con nắm được cái câu chuyện rồi. Đại khái là mình kiếm chị đó, con của cô tên là Ngọc Mai, sinh năm 1971. Nguyễn Thị Ngọc Mai là cô đặt trong cây xanh đó. Con hiểu rồi. Tuy nhiên sau này thì có thể là đổi tên sau khi có họ họ về cái mẹ Người ta mới. sinh người ta có thể làm giấy tờ đổi tên đó. Có thể đổi tên. Nó cũng đẹp gái lắm chú, đẹp gái lắm, cái mặt nó hơi buồn. Cũng Mà hồi hiền. xưa chú biết không, tôi đút cơm cho nó đó, là nó ưa ngồi cái vấn đề nó ăn mà nó không phải nuốt giống mấy đứa kia, kiểu như nó độn hai bên đây nè chú, rồi nó ngồi nó cứ lúc lắc như vậy nè chú Dĩ đó, cứ vậy mà nó độn hai bên vậy, nó nuốt từ từ vậy đó. Giống như lạc đà giữ Dạ trữ thức ăn hai bên. cứ vậy đó, mà hãy lần nào ăn cơm là đút nó là như vậy không đó.
Tôi cũng nhờ chú Tấn Dĩ đưa lên để tìm nhờ cộng đồng để giúp đỡ ai ai mà có biết thì chỉ dùm, thì cô sẽ chỉ được rồi, cô gửi 3.000 USD. Dạ. Rồi con cũng hy vọng cô, rồi hy vọng bởi vì là những trường hợp con lai thì theo con nghĩ có khả năng là bây giờ cũng đã đi Mỹ rồi cô. Cũng cũng hy vọng là vậy. Còn bên bên cạnh đó nữa đó thì là hy vọng là cái người mà sinh cái người mẹ đó hoặc là gia đình của người mẹ mà sinh về nuôi đó thì sẽ biết được cái thông tin này. Cũng hy vọng là như vậy. Rồi họ báo cho mình cô ha. Cô có chú có cần cái tấm hình mà hồi xưa mà tôi 21 22 tuổi mà chụp tắm biển ở ngoài ngoài bãi sao không? Dạ. Hầu lúc đó tôi chưa có chuyện, chưa có gì á. Dạ, cô Có gửi cho cần cái con tấm đi. hình Dạ có, cô gửi cho con đi. Bởi vì có những cái gửi trường cho hợp chú ha. Vậy ngày mai tôi gửi cho chú nha. dạ. Bởi vì có những cái trường hợp đó có thể là chỉ kiếm được cha rồi không chừng. Nên là cha nhìn cái hình mẹ có thể là nhận ra không chừng. Cho nên cô cứ gửi qua đi nha cô. Dạ. Cái hình đó hồi đó là 21 22 tuổi đó là tôi tóc ngắn, Dạ. uống ngắn ngắn đây nè, Dạ. quăng quăng vậy đó, tắm biển ở ngoài bãi sao á, mà Dạ. tôi chụp với cái ông Mỹ trước, Dạ. cái ông Mỹ trước mà tôi chưa, tôi chụp tôi ngăn ổng nha, ông Mỹ kia ngăn riêng ra, tôi chỉ có một tấm hình riêng của tôi thôi. Dạ. Thưa cô bây giờ vậy nè cô nè, là con có một cái điều này con tư vấn cho cô. Thì cô xem thử nếu mà cô muốn làm thì cô làm có một cách này hiệu quả. Có nghĩa là con nghĩ đó, nếu chị mà qua Mỹ thì cái chuyện mà chị gửi ADN vào cái ngân hàng ADN để kiếm cha đó là cái khả năng đó rất cao. Vì lẽ đó mà cô cũng lấy cái ADN của mình cô gửi vào cái ngân hàng ADN đó để đối chứng đó cô, để đối chiếu đó. Thì hy vọng Tôi đó. có làm rồi chứ gì, Dạ. tôi có làm rồi, À có làm rồi. ở bên đây là thử nước miếng làm rồi mà không, cả năm mấy nay không có nghe rục rịch gì hết. À không nghe rục rịch gì. Dạ ok cô. Rồi thì con cũng có góp ý như vậy thôi nhưng mà cô làm rồi thì con thấy ok rồi. Tại Vậy yên tâm rồi. chú Tính Dĩ biết không, tự vì cái hôm đó tôi có làm một lần là vì cái cô kia, là cái cô đó cũng lai Mỹ, cũng nhìn cô, cũng nhìn cô, nhưng mà cô nói là phải đi xét nghiệm đi, thì cổ cũng thử nước miếng rồi, rồi cô cũng mua cái hộp để cô thử, thì Dạ. thử rồi là tôi nói trong bụng là cô nói là chắc không có đúng đâu, bởi vì thấy cổ lai trắng nhưng mà nó khác hẳn hết, mình không có cái ấn tượng để làm bệnh viện con mình phải không Dạ không có đó, ấn thành tượng. ra thử thì không có hợp. Dạ. Tuy nhiên là phải xét nghiệm ADN, trước sau gì cũng phải xét nghiệm ADN thì mới biết được cô ha. Dạ. Thì mình cũng đâu có biết là bị gì, bây giờ có làm nữa thì thử thì cũng phải gửi đi thôi. Dạ. Ok cô thì cái câu chuyện của cô thì con có nắm được rồi. Thì nếu ai là chị nào mà người lai đó mà muốn liên hệ hoặc là muốn thử xét nghiệm ADN với cô thì con sẽ báo cho cô hay. Dạ con sẽ báo cô hay nha cô nha. Dạ Cũng rồi. nhờ cộng đồng, nếu mà ai mà có thấy thì giới thiệu dùm, chỉ dùm, Dạ. thì tôi nói với chú Tấn Dĩ đó thì tôi thưởng 3.000 USD lại. Dạ, con nắm được rồi cô. Dạ. Rồi, rồi con Vậy chúc sức nhờ khỏe chú cô. Tấn Dĩ cũng giúp đỡ dùm cho cô Dạ, nha. vâng, con sẽ đăng tin sớm cho cô nha. Dạ. Rồi có gì chú nhắn tin hay là gọi cho cô biết cũng được nữa, Dạ. bởi vì cô ở nhà vậy không có làm gì hết á. Dạ, dạ rồi. Ok nha cô nha, con chào cô nha. Dạ, Dạ cảm rồi. ơn chú. Dạ, con bye bye cô.